Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái máy hát nhạc MP3 ha. Đây. Rồi, thì hiện tượng của nó là mình cắm sạc vô các bạn. Nó không có báo gì hết ha. Cắm cái cục sạc vô nè. Đó. Vô pin nữa ạ. Đó. Giờ mình cắm vô cái máy ha. Thường nó có sạc là nó báo đèn nữa các bạn. Đó, nhưng mà mình cắm vô là nó không có báo đèn gì hết á. Rồi, bây giờ mình tháo ra, kiểm tra xem coi nó hư cái gì. Thường thì liên quan tới cắm sạc thì mình sửa cái phần mà chui sạc dài vô các bạn. Cái này có mấy bạn hỏi mình nè. Bữa nay mình gặp mình chia sẻ lại cho các bạn ha. Đó. Này. Pin ở giữa nè. Đó, thì đầu tiên các bạn quan sát xem coi nó có bị cháy hay là bị cái gì đó cho mình thấy trước mắt á. Thì ở đây là không thấy nó cháy nữa các bạn. Rồi, bây giờ kiểm tra pin ha. Đó, pin còn khoảng 3V, 3 mấy gì đó. Đó. Rồi, bây giờ cắm cái sạc vô, rồi mình đo ngay cái chân sạc đó nữa các bạn. Đó, các bạn đo vô ngay cái chân sạc luôn, coi coi pin nó vô, điện á, điện ngoài chân sạc nó vô tới chân pin chưa ha. Đây. Đó, nè. Không có nè. Đó. Thì ban bệnh này đơn giản lắm, có nhiều bạn hỏi mình thì thường nên mình đấy mình thấy thì mình chia sẻ chứ chỉ thì đó nè. Cắm như điện thoại thì nó lên ok ha, còn cắm vô đây thì mình đo nó không có điện để mà nó vô cái chân sạc, cái ổ sạc của mình á, ổ sạc nữa bạn. Đó rồi, cái này là nó chỉ hư có cái ổ sạc thôi. Nhiều bạn hỏi mình á là cắm vô mà nó không có báo gì hết, thì mình kêu kiểm tra cái ổ sạc nè với cái dây sạc của mình nè. Thường là có hai trường hợp, một là cái dây sạc của mình nó hư, hoặc là nó chỉ ghim cho cái máy khác ăn, nhưng mà máy này ghim nó không ăn là do cái ổ sạc của mình đó mà. Rồi bây giờ tháo ra ha, tháo ra. Gỡ dây lo ra nè. Rút dây pin ra. Nhả luôn cái dây anten nữa các bạn. Đó. Thì trên đây thì nó có mấy con IC. Con IC sạc nữa các bạn. 01FA. Ha, đây là cái con IC công suất nè. Con này phát ra lo nè. Còn con này là cái con Bluetooth. Mình làm cái clip trước á, các bạn nói cái con công suất của mình trước á là con Bluetooth, nhưng mà tùy theo máy nha. Ha, tùy theo máy nha các bạn. Bluetooth á thì nó cái con IC Bluetooth nó có cái phần anten nè các bạn. Nè. Đó, anten nè. Còn cái này là anten của FM nè các bạn. Anten mà có con dây ra nè. Đó là của FM, còn anten này là của Bluetooth. Con IC trước á là cái con công suất. Cái con công suất nó gần giống như con này nè, chứ không phải là cái con này. Mấy cái ông mà bấm phím lẹ hơn cái đầu á, mấy ông nhìn vô mấy ông cự quá trời luôn. Do từ hai cái chân ra lo
dài cho con IC nào thì con đó là con công suất để mà phát ra âm thanh. Mình chỉ con đó là cái con công suất thì nói là con đó là cái con Bluetooth. Mà bây giờ cái con này là con Bluetooth nè. Đó, nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ giùm ha. Rồi, bây giờ tiến hành là mình đó là một lần nữa. Nè các bạn thấy không? Nó rờ có nóng không? Thì thường mấy cái con tụ Mica nè, mấy con tụ này nó không có số, không có trị số luôn, không có biết cái con đó là bao nhiêu. Có bạn hỏi mình ở con tụ như con tụ này nè, có bạn hỏi như con tụ này nè là bao nhiêu trị số làm sao, thì không biết, chỉ có đồng hồ mà đo đo tụ á người ta mới biết là mi hay là na, micro hay là nano, nano fara. Rồi bây giờ mình kiểm tra cái ổ sạc nè. Tháo lấy cái ổ sạc này ra. Muốn nhanh hơn nữa thì cho cái món hàng vô dí. Nó sẽ nhanh hơn. Đó. Thì nếu bạn rồi xong rồi thì các bạn vệ sinh cái phần chân cũ của nó nè cho nó sạch, rồi mình gắn cái ổ khác cho mình hàn lại thôi. À, mấy ổ sạc đó nè, tiệm linh kiện điện tử điện thoại nó có bán mấy cái loại này hết đó các bạn. À, 5 chân ha. Rồi bây giờ vệ sinh cái chân ổ sạc nữa nè, mình vệ sinh cái chân này trước nè cho nó sáng lên, đặng nó ăn chì dễ chứ không gì ha, tại vì mình để lâu quá. Đó, đặt nó vô ngay ngắn rồi mình hàn cố định một chân, xong rồi mình hàn hết luôn ha. Đó, được một chân nè. Rồi các bạn coi lại á. Một chân thôi. Rồi các bạn coi kiểm tra lại. Kiểm tra lại cái phần chân tiếp xúc của mấy cái đường mà nguồn nó đưa vô nè. Coi coi nó nghe ngắn chưa ha. Đó, nếu ngay rồi thì mình hàn lại thôi. Rồi, ngay rồi. Mình hàn cho nó cố định lên luôn. Đó. Rồi, cuối cùng là hàn luôn mấy cái chân của nó ha. Hồi nãy mình vệ sinh mấy cái phần này nè. Quan trọng là hai cái chân bìa các bạn. Rồi, bây giờ cắm sạc vô.
Đây nè, cháy đèn nữa các bạn. Chớp đó. Rồi mình cắn pin vô để thấy cho nó rõ hơn một xíu ha. Đây. Nó có đèn nè các bạn. Rồi, bây giờ mình mở lên thử thường sạc chút xíu à, là nó có pin nè, mình mở lên được à. Cháy đèn xanh nè. Đó, rồi bây giờ tắt đi để mình hàn cái dây lo lại nè. Đó. Rồi cắm sạc chưa? Mở lên nè. Đó. Rồi, bây giờ mình cho nhạc vô nè. Now is TF mode. Đó. Này hát nghe đã lắm ạ. Tiếng nhạc lớn lắm. Tăng lên thử ha. Now is TF mode. Bây giờ ráp lại ha. Đó. Rồi. Xong rồi các bạn. Giờ mình cắm sạc vô ha. Trong này nó báo đèn mà mình không có thấy được, tại vì nãy đèn nó nhỏ ở ngoài mình còn không thấy được mà. Rồi mở lên ha. Now is TF mode. Is TF mode. Rồi, rất là đơn giản. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách thay một cái ổ sạc của cái máy nhạc MP3 ha. Nếu như thấy thích video, các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Và đừng quên bấm vào cái chuông ở bên này nha các bạn, để nhận video sớm nhất. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.